Dạ xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, một buổi chiều và bây giờ là tầm khoảng 4 giờ chiều. Em đang ở xã Ninh Tây thuộc thị xã Ninh Hòa. Và nơi đây nè quý vị rất là gần với lại chỗ quân trường Dục Mỹ của ngày xưa. Và hôm nay em đến với nơi này được sự gửi gắm của rất là nhiều những anh chị từ bên Cali của nước Mỹ. Em xin phép được đọc tên trong ngày hôm nay. Hôm nay thì rất là vui khi tiếp tục kết nối được với lại những người con của xóm Cồn ở Nha Trang. Em xin được nêu tên chị Janet Trà, gọi là chị Hương Trà đó quý vị, là con ông Quế ở xóm Cồn năm xưa. Hiện nay thì chị đang ở Cali của nước Mỹ. Và một người chị nữa đó là chị Mỹ Lan và con gái. Ngoài ra thì có anh Peter và chị Tracy, chị Linh và anh Thanh. Hôm nay thì các anh chị cũng đã gửi về cho em rất là nhiều những cái khoản tịnh tài để chia sẻ yêu thương đến với lại bà con. Và em lựa chọn điểm ngày hôm nay tiếp tục là xã Ninh Tây. Bà con ở đây rất là khổ và khó khăn lắm để mà đi đến được nơi này đó quý vị. Thì quý vị cũng đã biết rồi, quân trường ở Dục Mỹ, Lam Sơn thì thật sự là đồng không mong quạnh và heo hút lắm. Ở đây là đồi núi và rừng. Quanh đây á, thì hầu như là cũng hầu như không có ai đến với nơi này để chia sẻ yêu thương đến với bà con ở khu vực đây. Hầu hết nơi đây luôn là những người đồng bào, người Ê Đê. Ở đây thì quý vị sẽ thấy những cái căn nhà dài, nhà sàn rất là đặc trưng của bà con. Nói về người Ê Đê thì ở trên Đắk Lắk rất là nhiều. Chúng ta cũng không có thể hình dung được là người Kinh cũng như là người Ê Đê ra sao khi họ sinh sống trong một cộng đồng gần với nhau luôn. Còn quanh đây hầu hết là người Ê Đê. Cuộc sống của bà con chỉ quanh quẩn làm rẫy thôi. Và mùa mưa cũng sắp tới rồi thưa quý vị. Những cái phần quà, những cái phần yêu thương sẽ mang tặng đến những bà con nơi đây, đây là một điều hết sức là ý nghĩa. Đây là cái con đường mà bà con đi làm rẫy. Và đâu đó thì cũng có những cái con đường dẫn lên trên núi, trên rừng. Nơi đây thì rất là gần với lại đèo Phượng Hoàng. Và đi một đoạn nữa thôi là sẽ tới Madarak của Đắk Lắk. Đây quý vị cũng có thể nhìn thấy được xung quanh đây bát ngát là một màu xanh thôi, màu xanh của cây cối. Rất là ít người mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến với nơi này. Ví dụ như Khánh Sơn hoặc là Khánh Vĩnh thì bà con của chúng ta cũng đã được nhận rất là nhiều những phần quà từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Tuy nhiên thì ở cái vùng đồng bào Ê Đê Ninh Tây này cũng thật là hiếm khi. Chào A Mí. A Mí khỏe không? Đây một A Mí đang đi làm cái gì đó quý vị, gióc cây. Đây là cánh đồng khoai mì. Em rất là thích mảng Nha Trang ngày xưa. Và sắp tới thì chắc là em sẽ sưu tầm thêm nhiều thông tin và hình ảnh để đến với lại Lam Sơn, Dục Mỹ ghi hình và tìm hiểu những chuyện xa xưa, chia sẻ những hình ảnh cũ đến với lại quý bà con mình để cùng được thưởng thức và ôn lại những kỷ niệm thuở xưa. Phía kia là một cái nhà sàn đó quý vị, nhà dài. Hôm nay thì sẽ có 100 phần quà đến với bà con, gồm 5kg gạo, 1 thùng mì, nước mắm, dầu ăn và bột ngọt. Chào tụi con mới đi học về ha. Đây là nhà dài của người đồng bào Ê Đê. Quà thì tụi em tập trung đến với điểm nhà cộng đồng. Chào tụi con.
Ở đây mấy em nhỏ nói tiếng AD không có hiểu được. 4 giờ rồi các em đi học về đó quý vị. Ở đây là một cái điểm trường tiểu học ở thôn Buôn Lát. Ở đây có nhiều thôn mang tên Buôn lắm. Chào tụi con. Ở đây nhiều thôn mang tên Buôn cũng gần gần na ná với lại Buôn Ma Thuột đó quý vị. Và em được biết rằng cái chữ Buôn Ma Thuột đó là bà con người Kinh mình đọc từ xưa tới nay thôi. Thực ra đó là Buôn Ama Thuột. Ama là chỉ một người đàn ông đã có con. Còn Amí là chỉ người phụ nữ đã có con. Amai là chỉ người chị. Ayon là người anh. Adai là em. Mấy em nhỏ vừa rồi thì học ra trường ở điểm Buôn Lát này, trường tiểu học. Ở trong vẫn còn đi học quý vị, lớp nhỏ thì mới ra, chỉ có mấy phòng học thôi. Ở bên trong thì mấy chị cũng đang triển khai giúp em ra những cái phần quà sắp xếp lên rồi. Phía bên đây cũng là một cái nhà dài. Em mượn cái xe của anh trưởng thôn rồi quý vị. Cái này thì bể cái mặt rồi. Đây cũng là một cái nhà sàn. Ở đây bà con trồng khoai mì nhiều lắm. Em sẽ đi vô một cái nhà sàn ví dụ để bà con mình thưởng thức. Đây là nhà sàn. Chắc bà con tập trung ra về kia nhận quà rồi, không có thấy ai hết. Đây là cửa sổ. Ở dưới đây thì gian bếp là sau cùng đó quý vị. Nhà đây cũng vậy. Ô cái này tầng ô nè. Cái này rau tầng ô. Cái này là lá lốt. Đây là một ngôi nhà sinh sống của bà con đồng bào AD. Chỗ đây là gian bếp. Bên đây còn có cái gác màn rê. Đây là cái gùi của bà con đi rải nè quý vị. Ở vùng Khánh Vĩnh thì cũng có nhiều bà con mang quà lên hỗ trợ. Đó là những người đồng bào Rắc Lây, Khánh Sơn cũng vậy. Còn ở Ninh Hòa thì có một cái chỗ duy nhất đây là Ninh Tây, người đồng bào AD. Tại vì ở đây cũng giáp danh với lại Đắk Lắk đó quý vị. Có nuôi gà. Khoai mì. Đây trồng mì nhiều lắm. Nhiều khi có những bà con khổ mà mùa mưa không có gì, đặc biệt là mưa dầm về kéo dài thì bà con ăn lá mì luôn đó quý vị. Bên đây là những cái rau muống mọc dại. Đó quý vị thấy không, xung quanh đây là đồng không mong quạnh thôi. Để mà từ cầu Dục Mỹ đi vô đến với nơi này phải chạy thêm chừng 5-6 cây số nữa, và đường xá rất là khó đi.
và trên quãng đường đi ra thì cũng ít gặp người nào qua lại lắm. Bây giờ thì em sẽ đến với lại nhà cộng đồng để chia sẻ những phần quà đến với bà con. Hôm nay cảm ơn chị Hương Trà rất là nhiều đã kết nối với những người bạn của mình từ nước Mỹ, tiểu bang Cali để mà chia sẻ yêu thương đến với đồng bào ở Nha Trang. Những anh chị của chị Hương Trà đó là những người bạn đó quý vị, là những người Hoa, là những người bên hội quán Quảng Đông ở quận 5 hay quận 11 ở trong Sài Gòn đó quý vị. Bà con cũng đã tập trung rồi. Chào Ajon, chào Amai. Đúng không? Đúng không? Gật đầu đúng. Ở đây bà con mình phải mua mấy cái xe mà có tay côn đó quý vị. Nó mạnh thì mới chở được nhiều đồ, tại vì đường rừng núi. Để hỏi thăm những bà con bên ngoài đây một chút xíu ha. Chào mấy Amí, Amai. Nói tiếng Kinh đi cho con nghe với. Mình nói tiếng Kinh như này, mình có phi quà mình đợi đây. Sao hả? Có phi quà mình mới đợi ngoài đây. Có phiếu không? Có. À. Có Amí chờ đây, sẵn con vô trong. Cho con hỏi thăm ha. Thường thường nhà Amí làm cái gì? Nhà Amí biết làm khoai ít xào, làm mía ít xào thôi. Ờ, có ít xào thôi. Ờ. Mùa mưa có đủ ăn không? Không, cũng thiếu ăn à. Mùa mưa là đói. Đói. Tiền ăn cơm bọc ngọt thì cũng thiếu à. À. Ra qua đây mượn. Qua đây mượn. Ừ. À. Có mua chịu không? Hả? Có mua chịu không? Có. Là mua nợ đó. À, chân nào mình đi làm, người ta làm thuê làm mượn, mình đi ngày công người ta một ngày 200. Có tiền thì chia trả cho họ. À. Mình mượn ăn trước. Mượn ăn trước? Ừ. Thiếu ăn mà phải mượn chứ. Rồi làm không ra tiền rồi sao? Không ra tiền họ cũng để đó. Có tiền thì trả sau. Có tiền trả sau. Mình lên mình nói hoặc em hoặc là chị, mình nói cho chị ăn thiếu nghe. Chừng nào chị ra thì chưa có biết. Chừng nào họ kiểu mình làm, mình có tiền mình gửi họ. Dạ. Cảm ơn nhiều nghe. Chúc sức khỏe. Sức khỏe cũng yếu, đầy làm cũng được nữa. Làm yêu lắm. Dạ. Rồi con chào ha, chúc gặp lại sau. Chào mấy em ai. Gặp bữa nào tặng quà cho cô. Đây bên đây cũng là một cái nhà dài, nhà sàn đây quý vị. Bây giờ thì em sẽ vô bên trong cùng với lại bà con để chia sẻ những phần quà. Đây là nhà sinh hoạt văn hóa thôn Buôn Lác, nhà cộng đồng. Chào bạn. Rất là vui được gặp lại bạn ha. Có điều gì muốn chia sẻ không? Thì thay mặt cho thôn cũng rất gửi lời cảm ơn đến nhóm lang thang đã dành tình cảm thật nhiều cho thôn Buôn Lác và có những phần quà thật ý nghĩa. Tuy phần quà không lớn nhưng đây là tình cảm của nhóm lang thang mang đến một chút gì đó cho bà con, thật là ấm áp và vui. Cảm ơn rất nhiều. Hy vọng rằng sau này nhóm sẽ có thời gian và quan tâm về Buôn Lác nhiều hơn trong tương lai tới. Chắc chắn rồi. Chúc cho nhóm có một sức khỏe và thành công trong con đường của mình. Rồi, cảm ơn nhiều. Bạn là bên đại diện cho Hồng Thập Tự, là bên chữ thập đỏ đúng không? Đúng rồi. Rồi cảm ơn nhiều ha, để mình di chuyển vô bên trong ha, chắc đi bên ngoài rồi đi vô để bà con ấy. Bà con cũng đã tập trung rồi thưa quý vị. Đây rồi. Dạ chào bà con. Dạ. Đây kính thưa quý vị, hôm nay mỗi phần quà là gồm có 5 kg gạo, một thùng mì với lại những cái đồ gia vị là một chai dầu ăn, một chai nước mắm với lại hai gói bột ngọt lận mấy chị. Mỗi phần hai gói bột ngọt. Giúp giùm em mỗi phần hai gói bột ngọt nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Để chia sẻ với bà con ngày hôm nay. Xong chưa anh, bây giờ làm chưa? Dạ.
Dạ bà con ơi, con xin chia sẻ với bà con như thế này nha. Hôm nay thì con đến với nơi này được sự gửi gắm của mấy anh chị ở bên Cali nước Mỹ, gồm có chị Hương Trà. Chị Hương Trà là con của ông Quế ngày xưa ở xóm Cồn, gia đình cũng nổi tiếng lắm đó. Chia sẻ với bà con mình, và đặc biệt là chị có kéo theo những người bạn để cùng làm thiện nguyện với chị, đó là có anh Peter và chị Tracy, chị Linh và anh Thanh, đặc biệt là có chị Mỹ Lan và con gái, trong đó là có một số người là cộng đồng người Hoa, là người Trung Quốc á. Ngày xưa thì họ sinh sống ở Việt Nam mình từ rất là lâu rồi, ở Sài Gòn quận 5 hay quận 11 gì đó, người Quảng Đông. Chúc bà con mình được nhiều sức khỏe bình an, và mùa mưa tới rồi, hy vọng đây là những cái phần quà tinh thần giúp bà con mình qua được mùa mưa, và nguyện cầu ơn trên ban phước lành đến với bà con ha. Dạ. À bây giờ thì mình đọc tên hay sao anh? Con đã có phiếu trong tay rồi. À dạ. Em mời anh. Kính thưa các cô chú, anh chị, đoàn tự tình nguyện cùng với kênh YouTuber Lòng Thị Nha Trang. Tại đây tôi xin thay mặt bà con thì kính cảm ơn nhà thực hiện YouTuber và các chị có mặt ngày hôm nay. Thì không có gì hơn, tôi xin thay mặt thì chúc đoàn tự thiện và gia đình dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, và chúc bà con đã nhận quả cái ngày hôm nay là tư đang qua ít nhưng mà tâm lòng cứ nhiều. Thì này tôi thay mặt bà con thì cũng cảm ơn đoàn Thư Tô Bi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ rồi, bây giờ em nhường lại cho mấy anh luôn, phát quà giùm em ha. Sau đây là chúng ta đi theo hàng một nha. Rồi chúc A Mí nhiều sức khỏe nghe A Mí. Rồi chúc A Mí nhiều sức khỏe nha. Đây là những người đồng bào AD thưa quý vị. Ủa sao cho con hỏi toàn A Mí với A Mai không vậy? Còn A John, A Day, A Mai đâu hết rồi? Đi làm rồi, đi lên rẫy hết rồi. Rồi chúc sức khỏe nha mấy. Dạ. A Mí, chúc A Mí nhiều sức khỏe. Dạ. Cái này là A Đây thôi. A Đây đúng không? Rồi chúc A Đây sức khỏe nha. Rồi chúc A Mí sức khỏe bình an. Dạ. Dạ rồi, chúc sức khỏe bình an. Dạ, chúc sức khỏe. Chúc Ama sức khỏe nha. Dạ. Rồi, chúc Ayon sức khỏe bình an. Chữ Vinny, Vinny là cảm ơn đúng không? Vinny, Vinny hả? Vinny, Vinny. Vinny, dạ. Dạ. Cảm ơn những bà con đã bỏ một chút thời gian đến với nơi này để nhận quà nha. Cảm ơn rất là nhiều. Biết bà con cũng bận lắm, cũng bận làm nương, làm rẫy nữa. Nhưng mà đến đây được là vui rồi. Rồi chúc sức khỏe. Đây kính thưa quý vị, ở nơi này á, thì em cũng đã vừa rồi chia sẻ đến quý bà con mình là hiếm người đến đây chia sẻ yêu thương lắm. Tại vì ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thì bà con mình đã tới nhiều. Còn ở nơi này thì đồng bào AD cũng khó khăn trong cuộc sống lắm. Ở dưới đây là gần với lại đèo Phượng Hoàng, gần Madarak. Cho nên những cái tên gọi ở đây thì gần gần giống như là Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột đó quý vị. Qua bên đây, qua ngõ bên đây luôn nè A Mí ơi.
Rồi chúc Âm Ý sức khỏe nha, chúc A Mai sức khỏe nha. Rồi chúc A Đây sức khỏe. Rồi Quang Ngọc bên đây luôn. Rồi chúc A Đây sức khỏe nha. Chúc Âm Ý sức khỏe. Rồi chúc A Mai sức khỏe. Chúc Âm Ý sức khỏe nha. Dạ. Mệt không anh Tuấn? Không có gì hết mệt. Khỏe. Dạ. Anh cũng có một phiếu nè. Anh cũng có một phiếu luôn. Dạ. Mình về luôn chưa? Còn đi rảy nữa không? Ồ còn đi ha. Tranh thủ. Rồi chúc A Đây sức khỏe nha. Dạ chào. Đây kính thưa quý vị, em xin được phép bổ sung thêm một ít thông tin ở nơi đây. Quý vị đang nhìn thấy đây là những A Mí, A Mai, A Đây, toàn là những chị em phụ nữ thôi. Và những em phụ nữ ở đây thì mang tên là có chữ Hờ ở phía trước tên của bà con mình. A Mí ơi, A Mí tên gì? A Mí, A Mí, A Mí tên gì? Có chữ Hờ phía trước đúng không? Đúng không? Còn là đàn ông thì có chữ Y phía trước đúng không? Dạ. À, quý vị cũng đã từng nghe qua những ca sĩ nổi tiếng ví dụ như là Imon hay là Iphone Cosso đó quý vị. Thì đó là những người đồng bào AD có chữ Y phía trước. Còn quý vị thấy có một cô nàng hoa hậu người AD rất là đẹp, đó là Hohenia, là bà con ở đây ai cũng có chữ Hờ ở phía trước. Chúc Âm Ý sức khỏe nha. Dạ. Rồi chào Âm Ý. Đùm đều quá ha. Rồi chúc sức khỏe nha. Dạ giữ sức khỏe. Giữ sức khỏe nha. Dạ rồi chào A Mai. Dạ mình đi, mình đi bên đây luôn, đây luôn. Chúc sức khỏe bình an. Rồi chúc chị sức khỏe. Ở đây bà con gặp em mà nói tiếng Kinh, còn ra ngoài kia bà con nói chuyện tiếng AD không mà em không hiểu. Chúc Mama sức khỏe. Đây mấy em người AD mắt to lắm quý vị, mắt to mà đẹp lắm. Dạ. Chúc sức khỏe. Đây quý vị thấy ở trong đây thì vẫn đang diễn ra những cái phần quà yêu thương chia sẻ đến với bà con. Hôm nay là 100 phần và những anh em ở đây cũng đã phát ra 100 cái lá phiếu. Vinny, Vinny, dạ. Cảm ơn Âm Ý. Dạ, bà con mình nha. Dạ, cảm ơn Âm Ý nhiều. Cảm ơn rất là nhiều nha. Đây kính thưa quý vị, bà con ở đây thì vẫn còn đang tập trung nhận quà. Em sẽ di chuyển ra bên này một chút xíu để hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người có tuổi ở đây xem sao. Rồi mời A Mai luôn nha. Dạ. Wow, mới đây xe cũng đi hết rồi, bà con nhận quà rồi di chuyển luôn. Tại vì bà con ở đây cũng bận đó quý vị, bận đi làm rẫy, cho nên tranh thủ tới đây một lúc nhận quà xong họ tiếp tục công việc của mình. Nhiều khi có những A Ma
Aion thì đến chiều tối, thậm chí khuya luôn mới về nhà, cũng tranh thủ chúc sức khỏe nghe. Rồi chúc Amí sức khỏe nha. Mới đi học về hả con? Nổi không? Sách nổi không? Nhà gần đây không con? Không có gần ha. Đây cái thưa quý vị, đây là cái con đường độc đạo để mà từ chỗ cầu Dục Mỹ đi vô trong nơi này. Đi một đoạn heo hút lắm. Tới đây thì quý vị thấy có nhà, có cửa xung quanh đây cũng gọi là nhộn nhịp đông đúc đó. Nhưng mà đây thì thuộc dạng một cái nhúm ở trong một cái khu vực đồng không mong quạnh thôi. Còn cái đường đi vô đây là đường cũng xấu lắm mà xa. Mùa mưa Am Ý có đi làm được cái gì ra tiền không? Không có ra tiền, làm phân bò, một bao có 10.000 bao. Làm phân bò ha? Lùm phân bò miết. Ờ, lùm phân bò. Đó là mình xong rồi mình làm, mình bán lại hay cái gì, hay làm phân bón? Bán cho người ta. Bán cho người ta, 10.000 một bao. 10.000 một bao. Rồi một tháng mình có thể kiếm được bao nhiêu bao phân bò? Kiếm 2-3 bao mình ăn chứ. Ăn mâm. Dạ. Kiếm 2-3 bao mình đổ ra tiền, mình lấy tiền đó mình mua đồ ăn. Dạ. Nói như vậy thì bà con sẽ hiểu hơn ha. Dạ. Chúc sức khỏe nghe Am Ý. Dạ. Ở quanh đây thì bà con mình cũng nhìn thấy nè. Đây là cái nhà dài ở trong đây. Em sẽ xin phép vô trong đây xem sao. Am Ai ơi, cho phép vô trong nhà quay phim một đoạn được không? Cảm ơn nhiều nha. Đây cái nhà dài nè quý vị, để mà đi lên trên đây á, là đây là cái nhà cũng gọi là phổ biến của bà con rồi. Chứ cái nhà nào mà có điều kiện hơn là phải đến hai cái cầu thang. Một cái cầu thang là dành cho chủ nhà, một cái cầu thang là dành cho khách. Đi lên đây thì cũng khó đi lắm đó nha quý vị. Đi theo hướng ngang vậy nè, đặt cái chân như thế này rồi đi ngang lên. Đây là cái căn nhà bên trong. Trong nhà đây có em bé dễ thương. Phía sau như em nói là gian bếp đó quý vị. Còn tắm rửa thì chắc bà con mình tắm ở ngoài sân. Một số người thì tại vì bây giờ là cũng thời hiện đại rồi, thời 4.0 cho nên cũng vẫn có những cái căn nhà kiên cố xây bằng gạch và bê tông, xen kẽ những căn nhà ở đây. Đây là một cái giếng chung của làng. Nước thì cũng bị ô nhiễm rồi, nước dơ rồi. Sau khi tắm phải nhớ bỏ rác trong bao. Xin vui lòng bà con nhé. Tức là ở trong đây dơ có rác, bà con múc nước lên á thì kèm theo rác đó, thì bà con sử dụng cái nước rác thì gom lại vô trong bao rồi đi dục. Chú cha tội không, em mới đi học về đó ha. Dạ. Ở trong làng này thì dẫn thêm đi đâu vô? Dẫn vô đâu? Như trong đây thì còn nhiều căn nhà nữa không? Ờ, như Am Ai là có đi làm cái gì không? Làm rẫy chủ yếu là làm về cái cây gì? Mì, mía. Có trồng bắp không? Năm nay không trồng bắp, chỉ có trồng mía thôi. Mía là những người người ta thu mua lại, người ta bán cho nhà máy đường đó đúng không? Rồi người ta mua với giá cao không? Cũng cao mấy em à, cũng bình thường gì à. Cũng không cao gì mấy ha.
Rồi chào Ama nha. Nhà trong đây hả? Dạ. Có chừng con xương rồng đó, gai đó. Đây một bà con đi về. Bên đây cũng là nhà dài của bà con. Quanh đây nhà dài nhiều lắm. Bên đây thì có một cái máy bơm để mà bơm nước giếng lên. Ô, Ami. Nhà Ami ở đây ha. Ờ, Ami ở nhà sàn đây ha. Nhà Ami khổ lắm. Nhà Ami có mấy người? Nhà Ami mấy 5 6 người. 6 người sinh sống trong cái nhà sàn đây luôn. Như cái cầu thang này là làm lại cho dễ đi đúng không? Chứ đâu phải là cầu thang của truyền thống nhà dài đâu. Không, cầu thang truyền thống hồi xưa thì bỏ rồi. Khó đi quá hả? Ừ. Dạ. Làm nhà cái này nè, con chó mèo leo cũng được hết rồi. Chó mèo nào cũng leo được hết. Ờ, được hết rồi. Còn mấy cái đây là nhà tình nghĩa hay nhà tình thương của... Đây nhà tình nghĩa này, nhà cho bà già, hồi bà già còn sống, bà già bị tai biến. Ờ. Ta cho một cái nhà này. Đây nhà từ con, từ nó, hai vợ chồng nó ăn riêng, từ nó quầy mườn, nó làm cất nhà. Nó ở nhà sang với mẹ, nó chất chòi lắm. Ờ. Ừ. Tức là ba thế hệ cùng sinh sống trong một cái nhà này. Ừ. À, cho con đi vô bên trong chút được không? Không, con cứ chưa thoải mái. Con... Được không? À, được. Mình đang phơi cái lá gì đây? À, cái này lá măng ri hả? Cho con đi vô trong chút ha. À, cứ vô đi thoải mái. À, sao cái nia này, cái hình nó thù nó đẹp vậy? Nia đây có vừa mới mua, cứ người ta đi bán từ Phú Yên á. À. Dân Phú Yên làm. Bán cho mới mua một cái nia này 200 nghìn vậy đó. 200 ngàn. Ờ. À. Cái này mình tắm rửa ở đâu? Quầy giếng hả? Không, tắm rửa ra ngoài, tắm thấy đại bà, tắm giềng đó. Tắm lộ thiên luôn, có cái gì che không? Ừ, có gì che. Ai đâu mà dòm? Không biết, ai dồm dồm thoải mái mình cứ tắm. Ai dồm dồm thoải mái ha, mình cứ tắm thôi ha. À, cứ tắm thôi. Dạ, dạ. Đâu có nhà cất nhà tầm, nhà yên nhà đái đầu, đái bậy bà, yên bậy bà. À, tức là đi toilet thì vệ sinh cũng tầm bậy bạ thôi. Ôi, là... Tầm bậy ơi, xem mi khô, mi không đâu có đủ để kiên nhà tiền làm gì đâu. À. Tiền ăn cũng thiếu thôn à. Ồ. Mi khô lắm. Ừ, ông chồng mới mất năm nay bao nhiêu 14 năm nay rồi. 14 năm. Ừ. Bỏ năm đứa con từ mới nuôi quầy mường làm lúa non, mường lúa non, làm mía non, vừa mường mía non, làm mì cũng mường mường mía non gì đó. Dạ. Ừ. Đứa con đi học ăn học đó. Dạ. Ừ. Cho con đi vô bên trong chút xíu nha. Ừ. Chỗ đây là chỗ sinh hoạt chung hay sao? Sinh hoạt chung chỗ này. Sinh còn ngủ chung. Ngủ là trải nệm ra ngủ. Ừ, đó. Ngủ ở trong đây. Ừ. Mùa mưa ở đây thường thường kéo dài từ mấy tháng? Mưa có ít ít thì mưa, đâu có mưa nhiều đâu. Mưa ít thôi ha. À. Nếu như mà mưa dầm mưa về thì khổ lắm. Mưa dầm mưa nhiều thì khổ chứ, đi cây cho mấy khô. Cái này, ba mẹ con ngủ ở đây. Ba mẹ con ngủ ở đây? À, đây hai vợ chồng của đứa con thứ tư, thứ năm. Ồ. Vợ chồng của con. Chưa đủ đời kiện làm nhà đâu có gì đâu. Còn dưới sau đây là dân bếp ha. À, sau đây dân bếp nồi cơm này canh đó. Nấu nó nấu củi không hả? Có thêm nấu ga nè. Ga cũng có. Giờ dương ga mình không có tiền á. Ờ. Vừa nó nhiều thì mình trông coi. Ờ. Nó ít thì mình chung cái bếp này. Dạ. Chào mấy cháu. À, cháu đây. Đây đồ hồi cổ ông cố bà cố nè. Ồ, ông cố bà cố luôn đó hả? À, đây nè. Đây. À, cái trống này. À. Trống bằng da bò đó ha. À, da bò. Da bò hay da trâu? Da trâu. Da trâu. À, đây. Dạ. Nè, đồ hồi xưa nè. Nè, bữa cô không biết nhà, chứ cô chưa có xưa nhà thì đo nhà. Cửa không có mất một cái. Đo cái này đấy. Ồ, cái đó là kêu cái chinh hay cái chiên? Cái chinh đi. Cái chinh đó đúng không? Ừ. Ồ, cái này là kêu cái chinh. Ừ. Rồi mấy cái đồ này mình để lại đây là có khi nào mình đem ra sử dụng không? Không, mình đủ để kiền mới sử dụng được. Từ bà cô ông ngoài hồi xưa đủ thịt yên, đủ để kiền. À. Mình sử dụng ăn cung á, ăn trâu, ăn bò, ăn heo vậy đó.
ta phải sử dụng cái này. Còn bây giờ là để bỏ xó thôi chứ không có đem sử dụng. Chỉ có ở trên Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì mới có lễ hội cồng chiêng thôi. Còn phải dùng cái này. Cái này hầu như nhà nào cũng có hay sao đó Ami? Có nhà nào có nhà nào không. Thôi ông có bà ngoại hồi cho cô Mỹ đủ điều kiện. Mày có cái này. Đủ điều kiện mới có cái này. Chắc hồi xưa cũng làm chức sắc gì ở trong làng đó đúng không? Nó làm già làng, nhà già làng. Làm già làng đó. Già làng hồi xưa. Cho con hỏi là cái thầy Mo là bỏ lâu chưa? Cũng bỏ lâu. Đúng rồi. Bệnh là phải đi bác sĩ uống thuốc. Chứ đâu có phải là múa mấy tay chân là nó hết bệnh được. Đứa con của Mỹ Ni á. Dạ. Con của Mỹ á. Đó học á. Giờ còn cô cũng cố ý là đi học đại học cũng hết. Giờ tối cái chuyện học ngành nghề gì cô không đủ tiền. Mỹ không đủ tiền. Dạ. Bỏ học. Bạn bè cũng nhiều. Tới bên Sài Gòn nhà chàng với bạn bè nó đi học. Cũng có nè, tầm hình nè, con lên coi tầm hình đã đi làm bác hồ. Nó cũng đi hết giờ. Dạ. Cho con hỏi thăm thêm ha. Ở đây thì con biết có một cái Ami mà đang ở ngoài trong Nha Trang á. Ami đó là cũng ở Ninh Tây này, cũng người ở đê đó. Nhưng mà Ami đó bị bệnh phong á, bị cùi á. Thì không biết cái nhà Ami đó ở đâu, biết nhà Ami đó ở Ninh Tây thôi. Có ông giả bộ cũng chắc buồn đuông hay buồn trương gì đó. Buồn đuông, buồn trương gì đó ha. Rồi buồn này không có ai bị bệnh phong hết. Không, nếu buồn hai thôn này, thôn Bến Xếp Ba hoặc thôn Buôn Lát này là cô biết. Người ở ngoài bờ thôn cũng đu cũng tư Mỹ không biết. Dạ. Này nè, đứa con đi học này. Có bằng hết ha. Dạ. Nè. Mình không đủ điều kiện cho. Không đủ điều kiện cho đi học hết. Đây cái nữa vậy, con trai thì có chữ Y phía trước, còn con gái là cái chữ H. Đây con trai thôi. Dạ. Nó học giỏi. Cái này là con trai của Ami đó ha. Đây đứa em. Em Ami. Đây bà già, ông già này nè. Chụp hình ngồi đâu đẹp vậy hay là ghép? Ghép thôi. Ghép. Dạ, ghép thôi. Ghép thôi, đọc ở ngoài vậy. Dạ. Nhưng mình đu cái kiềm ngoài vậy, mình giờ này có dầu, dầu có. Ở dưới đây thường thường tận dụng làm gì hả mấy? Ở dưới đây nè. Mình vẹt cho sạch chứ. Không, ở dưới sàn á, dưới đất này nè. Dưới đất nó bò không, nếu rắc nhiều mình phải dọn dẹp. Bỏ thôi. Bỏ thôi chứ. Sao mình phải làm nhà sàn, mình không làm nhà dưới thấp đi cho nó tiện. Làm nhà thấp không đủ tiền, làm nhà sàn, nhà từ hồi xưa làm. Nhà của Ami đây là bao nhiêu chục năm rồi? Nhà đây từ hồi ông chồng mới làm là trên 30 năm rồi. Đây ông cách xa, ông mất đây là 14 năm rồi. Vậy là 47 năm đó, gần 50 năm đó. Dạ. Mỹ là bước qua sang năm là 57 tuổi rồi Mỹ này. Dạ. Rồi chúc Ami nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi con cảm ơn rất là nhiều. Ở đây thì đi dễ xuống rồi. Để em qua lại bên đây và đi ra nói lời cảm ơn đến những anh em bên cơ quan địa phương ở nơi này đã cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ em phát quà trong buổi chiều ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn. Hôm nay thì cho phép em được nói lời cảm ơn rất là nhiều đến chị Hương Trà, là con ông Quế ngày xưa ở xóm Cồn. Cảm ơn chị. Chúc chị cùng với lại nhóm bạn của chị được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc quý cô chú anh chị khán giả luôn luôn được vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe, bình an. Đến đây thì cho phép em được nói lời kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị ở các clip sau. Chào tạm biệt Trân trọng, 100 phần quà cũng đã phát xong hết rồi thưa quý vị. Cảm ơn rất là nhiều.